Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục một cái video là nói về chủ đề là xả tóc và sấy tóc như thế nào cho đúng cách đối với tóc duỗi ha. Thì cái vấn đề là khi mà mình vào thuốc có số 1 rồi á, thì hầu như là mọi người vẫn bị hoang mang, và tức là những cái bạn mà mới vào học nghề á, là các bạn sẽ không hiểu được là cái tóc này mình phải xả như thế nào, mình phải xả xà bông hay là mình phải xả dầu xả hay là mình phải xả dầu gội hay là mình phải xả như thế nào. Thì hôm nay Hạnh sẽ chia sẻ những cái thắc mắc của mọi người. Thì khi chúng ta vào thuốc số 1, đặc biệt đối với tóc duỗi, tóc duỗi và tóc uốn nó sẽ giống nhau, tại vì thuốc nó đều giống nhau hết. Thì chúng ta nói về tóc duỗi đi. Khi chúng ta xả cái tóc duỗi thì hầu như chúng ta chỉ xả nước thôi, chứ ngoài ra chúng ta không có xả bất cứ một cái gì hết. Đó, chúng ta chỉ xả nước, chúng ta không xả thuốc số 1 đó nha. Hạnh đang nói là khi chúng ta vào thuốc số 1 xong rồi, thì khi nó giãn tới cái độ giãn như cái ý đồ của mình rồi, thì mình đi vô trong bồn, mình sẽ xả, mình cho khách nằm xuống và mình sẽ xả bằng nước sạch. Đó, bằng nước sạch, tuyệt đối không có xả cái gì hết, không có xả dầu gội và cũng không có xả dầu xả, trừ những trường hợp mà tóc yếu quá, tóc mà nó tới quá, hoặc là tóc mà nó yếu, mà ví dụ như cọng tóc nó mỏng mà nó yếu quá, thì chúng ta xả một lớp dầu xả để cho nó có độ rút lại thôi. Chứ thông thường là những cái tóc mà ví dụ những cái tóc tự nhiên như tóc của Hạnh đi, tóc đen khỏe như thế này, khi vào thuốc số 1 xong chúng ta chỉ xả bằng nước, ngoài ra chúng ta không xả bất cứ một gì. Nên là các bạn phải lưu ý cái vấn đề này nha. Và sau khi các bạn xem cái video này là mình nghĩ là các bạn sẽ hiểu được, và các bạn không có thắc mắc được, không có thắc mắc là chúng ta phải xả như thế nào. Đó, xả là xả từ trong chân xả ra, và khi xả chúng ta phải vuốt, cái tay để vuốt như thế này. Đó, chúng ta cào nhẹ nhẹ, chúng ta vuốt để những cái phần thuốc mà nó dính trong cái phần thân tóc nó sẽ trôi ra. Chúng ta không để bất cứ một miếng thuốc nào mà nó dính vô cái phần thân tóc hết. Không biết là kỹ thuật hồi xưa hoặc là kinh nghiệm như thế nào, chứ còn theo cái cách xử lý bây giờ, đặc biệt đối với cái thuốc bây giờ luôn, và với cái kinh nghiệm là mười mấy năm trong nghề của Hạnh luôn, thì Hạnh chia sẻ là chúng ta phải xả sạch những cái thuốc nằm trong cái phần tóc. Thì cái lúc đó cái lõi tóc của mình nó sạch rồi, tại vì lúc mà nó đã giãn, nó đã giãn rồi, nên chúng ta không cần để một lượng thuốc nào trong tóc hết trơn ấy. Đó, lúc là chúng ta phải lưu ý cái vấn đề đó. Và sau khi xả xong, làm sao chúng ta biết được chúng ta xả đã sạch chưa? Thì đây là cái lược thần thánh. Đó, khi chúng ta xả xong rồi, chúng ta dùng lược để chúng ta chải. Chúng ta chải thế này, chúng ta lau ráo. Chúng ta lau ráo, chúng ta chỉ bóp thôi nha, chứ chúng ta không được chà. Tại vì cái lúc này biểu bì nó đang mở, chúng ta chà nó tăng cái độ bung lên, chúng ta tuyệt đối không chà, chúng ta chỉ bóp. Và sau khi chúng ta chải thế này, đưa vào cái lược, mà nếu như thấy vẫn còn cái trắng đó, là chứng tỏ thuốc nó vẫn còn trên tóc, thì không có nói nhiều, đi vô xả lại ha. Còn khi chúng ta chải ra như thế này, chúng ta chải nhiều góc, chải trước, chải bên hông, chải ót, chải liên tục. Mà nếu như cái phần đó, khi chúng ta chải mà nó còn cái nước trắng, chúng ta thấy nó trong mà cái lược nó sạch đó, thì chúng ta đã chứng tỏ chúng ta đã xả sạch rồi. Thì bắt đầu chúng ta sử dụng máy sấy để sấy. Đó, nên là làm sao mà để biết được sạch hay không thì dễ lắm, dùng cái lược chải mà thấy nó vẫn còn mà trắng là thôi, khỏi nói nhiều, khỏi phải hỏi ha, tự động đi xả lại cho nó sạch. Thì đó là cách xả tóc làm sao mà cho nó đúng cách nhất, và xả làm sao cho nó sạch. Hạnh nói lại một lần nữa, xả từ trong xả ra, chúng ta không được làm rối là thứ nhất. Thứ hai nữa là khi xả xong dùng khăn lông để bóp những cái tóc duỗi, không được dùng khăn lông để chà. Và cái thứ ba, dùng lược, khi mà ra ngoài rồi chúng ta dùng lược mà răng khít như thế này để chúng ta chải. Khi chúng ta chải mà chúng thấy cái bọt mà trắng thì chứng tỏ là chúng ta xả chưa có sạch, thì chúng ta đi vô xả lại. Đó, còn như mà khi chúng ta chải mà chúng ta thấy nó trong mà nó không có một miếng gì trắng đọng lại, thì chứng tỏ chúng ta đã xả sạch rồi. Thì chúng ta lau ráo rồi chúng ta xịt dưỡng chống nhiệt vào để bắt đầu chúng ta sấy. Và tới khâu tiếp theo là khâu sấy. Sấy làm sao cho đúng cách. Thì khi sấy ở đây là Hạnh sẽ, khi mà tóc mà mình mới mà xả thuốc số 1 ra thì nó rất là ướt. Thì việc của mình ở đây là mình sấy số hơi nóng một xíu, gọi là số ấm, số ở chính giữa. Thì đây, đây Hạnh sẽ minh họa. Nó sẽ có hai nút. Một cái nút là ở trên này là cái nút nóng và vừa và lạnh. Nút, Hạnh xin lỗi, nút là nút lớn, nút vừa, nút tắt. Còn ở nút dưới này thì nó sẽ là nút số mát và số vừa và số nóng. Thì Hạnh sẽ sử dụng cái số vừa để Hạnh làm ráo cái phần tóc của mình trước. Đó, bắt đầu khi mình sấy thì mình sử dụng cái nút ấm là nút ở giữa này. Sau khi mà nó ráo độ ẩm khoảng còn khoảng chừng 3 tới 40%, bật qua chế độ sấy mát để không có làm mất cái độ ẩm của tóc và không có làm mất cái hơi cái độ bóng của tóc. Đó, sau khi sấy xong rồi vào ép. Và sấy làm sao cho nó hiệu quả và sấy làm sao cho nó không có bị cái tình trạng là bung xù, và sấy làm sao để ép cho nó dễ. Thì khi chúng ta mềm hóa thì cái mặc định là cái lõi tóc nó sẽ bung xù, nên cái việc sấy tóc nó sẽ hỗ trợ một phần nào đó cho cái việc chúng ta ép. Thì khi chúng ta sấy là chúng ta sẽ sấy từ trên sấy xuống. Đó, sấy từ trên sấy xuống. Đồng thời cái tay phải chúng ta cầm máy sấy thì tay trái chúng ta cầm tóc. Thì khi chúng ta sấy thế này, đó, hoặc chúng ta gom nó lại để chúng ta sấy nó khô theo chiều. Thì chúng ta không có để bung như thế này. Đó, chúng ta không có bung như thế này. Bung như thế này là chết luôn á. Bung như vậy là dễ bị tình trạng là xù cái phần tóc, và hoặc là trường hợp là cái tóc ép ra nó không có được bóng, tại vì cái tóc con nó bị mình định hình nó ngược. Thì khi mình ép mình bẻ ngược lại nó sẽ mất cái độ bóng. Nên là khi mình sấy là mình phải sấy từ trên sấy xuống như thế này. Đó là một cách. Hoặc hai chúng ta sẽ gom cái tóc lại. Hoặc hai là chúng ta sẽ gom cái tóc lại như thế này để chúng ta sấy. Đó, chúng ta sấy theo chiều. Hoặc chúng ta xòe cái lòng bàn tay chúng ta sấy theo chiều. Đó, mình sẽ làm liên tục như vậy cho đến khi nào khô tóc. Vì khi sấy theo chiều thì chứng tỏ là cái tóc con nó sẽ nằm theo cái chiều, và tóc con nó nằm theo chiều thì cái việc khi chúng ta đưa máy ép vào chúng ta ép nó rất là dễ và nó rất là nhanh. Nên là cái phần sấy với cái phần xả, sấy và phần ép nó sẽ liên quan với nhau. Đó, nên là mình phải hiểu được những cái tình huống đó. Đây là kinh nghiệm. Và đây cũng không có cái lý thuyết nào mà nó ghi ra trong sách hết. Chỉ có là khi mình làm, trong quá trình mình làm bao nhiêu năm trời, mình mới đúc kết ra được một cái kinh nghiệm như vậy. Thì Hạnh cũng nói ngay từ lúc đầu rồi, Hạnh sẽ luôn luôn chia sẻ những cái kinh nghiệm của Hạnh để cho mọi người xem cái clip của Hạnh có thể chúng ta thay đổi cái suy nghĩ và chúng ta có thêm kiến thức, hoặc chúng ta có thể là lấy cái kiến thức của Hạnh áp dụng vô cái thực tế hàng ngày để chúng ta bồi dưỡng cái kiến thức của mình để tạo ra những cái sản phẩm đẹp nhất, tạo ra những mái tóc đẹp nhất cho cái người khách hàng của mình, hoặc là cho cái gia đình của mình, hoặc là cho những cái bạn mà được nhận làm mẫu tóc. Đó là cái niềm vui mỗi ngày khi chúng ta lựa chọn cái nghề tóc này. Vì cái nghề của mình là cái nghề gọi là nghề dịch vụ làm đẹp rồi, cái nghề chăm sóc sắc đẹp. Chăm sóc sắc đẹp cho tóc cũng là một phần mang tới những cái vẻ đẹp cho cái cuộc sống của ngày hôm nay. Thì đó là những cái chia sẻ video Hạnh chia sẻ, thì mong muốn các bạn xem và các bạn hiểu được. Các bạn có những cái ý kiến, có những cái góp ý, các bạn cứ comment ở dưới, Hạnh sẽ người trực tiếp giải đáp những thắc mắc, hoặc những câu hỏi mà nhiều quá Hạnh sẽ làm một cái clip trả lời những câu hỏi cho các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.